Dạ, Công Trần xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn trong và ngoài nước. Thì trong thời gian vừa rồi thì Công Trần nhận được rất nhiều cuộc gọi của tất cả các cô chú, các anh chị đang muốn tìm kiếm người thân nhờ Công Trần đăng tải. Thì đặc biệt là trong thời gian vừa rồi thì Công Trần cũng nhận được rất nhiều cuộc gọi. Hiện nay cũng đang bắt đầu đi vào xét nghiệm để huyết thống để xem có đúng mẹ con anh em hay không. Thì cũng rất may mắn là trong thời gian này thì Công Trần lại nhận được một cuộc gọi của chị Cúc. Hiện nay đang sinh sống tại Đà Nẵng. Chị theo như chị chia sẻ thì chị năm nay hơn 50 tuổi và chị nhận định là ca sĩ Dandy là em trai của chị. Và gia đình của chị thì cũng nhận định là ca sĩ em Dandy là em trai của chị. Thì vì vậy cho nên là Công Trần cũng đặt ra những câu hỏi và hỏi chuyện để hỏi xem là gia đình của chị tại sao mà những nhiều năm qua ca sĩ Dandy đã đi tìm mẹ của mình nhưng mà gia đình chị lại chưa lên tiếng. Thì gia đình chị cũng hiện nay cũng nói là vì rất nhiều cái điều rất khó nói cho nên là gia đình chị cũng chưa dám lên tiếng, chưa dám thổ lộ. Thì hiện nay gia đình chị đã lên tiếng, thì kính mời quý vị các bạn hãy theo dõi hết câu chuyện tới đây nhé. Thì còn hôm nay thì Công Trần sẽ đăng tải cái clip của chị Hồng hiện nay đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, đang muốn tìm kiếm người thân, anh chị và mẹ của mình. Kính mời quý vị các bạn hãy theo dõi hết câu chuyện này nhé. Ủa nhà mình hai đi hai đường được không chị? Đường đây đó, là cái hẻm cửa mình đi nè. Dạ. Dạ. Rồi em chào chị Hồng ha. Dạ, chị dạ, chào em ạ, chào hai em ạ. Dạ. Anh chị mấy bữa nay khỏe không? Dạ, nói chung là anh chị vẫn khỏe. Khỏe hả? Dạ. Nhìn là biết chị khỏe. Dạ. Thì hôm bữa em cũng xuống thăm và cũng trò chuyện với anh chị, với gia đình mình rồi. Dạ. Thì hôm nay em cũng xuống bởi vì hôm bữa thì thật là cũng hiện nay thì cũng đang thời điểm dịch á. Cho nên là cái nhiều cái em cũng nói chung là người lọ cũng giữ cho người kia. Đúng rồi. Dạ, thế nên vì vậy cho nên là thực sự là em cũng rất e ngại cho nên em cũng không dám bỏ chị là nói bỏ khẩu trang ra ngoài. Thế cho nên là vì vậy cho nên là cũng một số cô chú anh chị là cũng thấy có vẻ là để khẩu trang mà nhìn không đúng có rồi, rõ. Đúng rồi, nhìn không rõ. Ví dụ nhiều khi là người ta hình dung nó hơi khó chị. Dạ. Và hôm nay em cũng xuống đây để hỏi chị thêm một số câu nữa. Dạ. Vì vậy cho nên em hôm nay em ở Minh Anh chẳng dài hai ông bạn hai anh em đi xuống đây thì tiếp tục trò chuyện với anh chị. Xem là anh chị còn có thông tin gì hay là còn cái gì mà hôm nọ mà chưa có nhớ được á. Thì hôm nay có thể được chia sẻ cho cô chú anh chị, cho tất cả mọi người, cho cộng đồng. Hy vọng là mọi người chia sẻ được nhiều thì chị sớm tìm được gia đình của mình nhiều hơn. Dạ. Chị là họ tên là chị họ tên là Chu Thị Hồng. Chu Thị Hồng. Tên thật là tên Hồng á, là tên họ Chu là lấy họ của ba nuôi. Dạ. Chị sinh năm chị sinh năm trong giấy tờ là sinh năm 69. Nhưng mà ông chú em của ba nuôi đó ông nói là hồi xưa tại cũng bị sụt 2 tuổi. Để ông bố nuôi ông đi làm công nhân á. Mình được hưởng cái lương trợ cấp. Ông ra khai sụt xuống 2 tuổi là năm 69. Thì mình nghe ổng nói vậy đó mà không biết có phải hay không. Mà chị nghĩ là lúc đó chắc mình cũng lớn rồi, tại vì cứ lúc đó là chị cũng có nhớ được một vài ba điều chứ không phải là chị nói là cũng mà không nhớ gì hết. Đó, hồi xưa ở cái khu đó thì cũng gần ngay cái đình. Mà cái chỗ đó là nó cũng gần cái sân đá banh ở Long Điền á. Long Điền Long Hải. Long Điền, Long Hải. Dạ. Ở đó cũng gần sân đá banh. Dạ. Thì lúc đó cũng chắc nếu mà mình sinh năm 67 thì lúc đó chị cũng khoảng 5-6 tuổi. Dạ. Đó. 5-6 tuổi. Dạ. Nhưng mà chị đâu có nhớ là cái họ mình là gì ha? Chị nghe cái bà cô bạn của chị, mẹ, bà nói là mẹ là họ Phạm. Cứ cho là Phạm Thị Hồng đi. Phạm Thị Giang, bà mẹ là tên là Phạm Thị Giang. Mẹ Phạm Thị Giang. Đó. Theo như người nhà chị hoặc là những người thân cận hoặc những người báo tin cho chị biết những năm trước đây thì cứ cho là Phạm Thị Giang là mẹ của chị. Dạ là năm nay khoảng bao nhiêu tuổi vậy chị? Mẹ hả? Dạ. Mẹ năm nay chắc cũng 70 mấy, 78 gì đó. Dạ. Tại vì bà bạn của mẹ chị là cũng sinh năm, bà chết tới lúc mà năm ngoái bà chết là bà 75 tuổi. Dạ. Đó, 75. Dạ. Rồi hai người năm đó rất hai người đi chơi, nếu mà mẹ chị vô đó chừng khoảng chừng năm ở đó. Dạ.
Đó thì vô được mấy tháng thì mẹ chị gửi chị đó cho bà cụ đó nuôi đó. Dạ. Rồi thì theo các nguồn tin chị được biết đó, thì chị quê quán của mình ở ở đâu chị? Quê quán là ở Đà Nẵng. Đà Nẵng, chị có nhớ Quảng ở đâu Nam, Đà Nẵng. Quảng Nam, Đà Nẵng. Ừ. Thì nghe bà cô bác kể lại vậy đó. Vậy là theo bà cô của chị kể lại cho chị như vậy á, thì mẹ chị đưa chị và các anh em của chị là vô đây năm bao nhiêu chị có nhớ năm không? Năm 72. Vô đây năm 72. Ba mẹ là dắt ba chị em. Yeah. Là chị lớn là chị Hương. Xong rồi tới anh Hùng, yeah. Chị là thứ ba. Yeah. Đó là chị là nhỏ nhất. Là theo ký ức của chị nhớ được. À, theo ký ức là chị ức. Hương xong đến chị anh Hương, Hùng. Anh Hùng đúng rồi. Xong đến chị. Ừ, nhưng mà tuổi chính xác là của anh và của chị bao nhiêu thì chị thì, có thì nhớ không đâu. Nhớ nói nhớ chung là chị chắc cũng sinh năm khoảng 60 sáu mấy á. Dạ, sáu mấy cho là chênh lệch nhau hai ba tuổi đi. Hai tuổi ba đứa chắc cũng chênh lệch nhau 2 tuổi. Dạ, cứ cho là 2 hoặc 3 tuổi. Thế vậy là chị mất liên lạc với mẹ của mình và các anh mấy em của chị anh mấy chị của chị là năm bao nhiêu? Năm thì năm vô năm 72 thì chắc cũng vô đó chừng mấy tháng thôi. Mấy tháng là mất đi mấy mất. Tháng thôi thì mẹ gửi xong mà cái không thấy mẹ tới rước nữa thì bà cụ bà mới dọn nhà. Dạ. Bà sợ lúc đó là đánh nhau, lúc là sợ giải phóng ở dưới đó. Dạ. Đánh nhau rồi bà mới chuyển lên Sài Gòn. Dạ. Chuyển lên Sài Gòn là chuyển lên ở quận 4 á. Dạ. Đó ở đường Tôn Đản quận 4 đó là ở đó năm 72, 72 là về đó, xong rồi ở đó được mấy năm thì mới chuyển về cũng ở quận 4 nhưng mà ở phường 6. Dạ. Phường 6 quận 4. Thì được mấy năm từ đó thì giờ là chị mất liên lạc với mẹ luôn á. Dạ. Mà không biết sau này mẹ có tới mẹ tìm hay không là mình không biết, nói chung mình tại mình đâu có bà con thân thiết gì đâu mà để mình biết, chỉ có như vậy thôi. Dạ. Đó. Chị cho em hỏi. Chị là lúc mà mẹ chị dắt mấy chị như đây là lúc đó đâu có ba hả? Không, không có ba. Mà lúc mà chị có biết ba chị không? Chị trong cái ức chị nhớ mang máng là hình như có một lúc mẹ dắt chị lên cái đồi. Dạ. Cái đồi mà nhìn xuống là cũng ruộng nhiều lắm mà đồi nó cũng có một cái hòn đá nó ve ra. Dạ. Đó là ba đó là chị nhớ lúc đó ổng mặc nguyên một bộ đồ mà màu cứt ngựa đó. Dạ. Mà đội cái nón lưỡi chai. Dạ. Lưỡi chai mà màu cứt ngựa nón dù á. Dạ. Đó thì nhớ lúc đó thì dắt lên đó thì ông đó là lính mà không biết có phải là ba mình hay không. Yeah. Tại vì mình không có nói chuyện đâm ra mình không có xưng hô, mình không có biết. Yeah. Đó mình chỉ thấy vậy thôi. Yeah. Là coi như là từ thời nhỏ là chị đã không có biết mặt ba. À, không biết mặt ba. Có nghĩa là không có ký ức nhiều. Không có ký ức nhiều. Yeah. Chỉ có một vài điểm là mình nhớ thôi. Đến khi lớn lên mà có ai nhắc về người quen, người thân gì nhắc về ba của chị cho chị biết không? Không. Tại vì mình ở, nói chung mình ở với cái người nuôi mình nó cũng vài tháng thôi. Yeah. Vài tháng ở dưới đó thôi rồi xong người ta dọn về trên này thì mình mất liên lạc luôn. Yeah. Vậy là chị mất liên lạc là từ năm 72, ở tại Long Hải, Bà Rịa, Vũng Tàu ha. Ừ. Yeah. Vậy là từ năm đó đến giờ này chị có về Vũng Tàu để chị tìm hiểu cái thông tin của người nhà, của mẹ và của anh, của chị không? Có một lần chị đi với mấy bạn chị là đi về Long Hải á. Đó về dưới là chị vô mấy cái xóm đó chị tìm thì người ta nói là mấy người cũ đi hết rồi. Dạ. Giờ còn mấy người mới không năm nay người ta cũng không có biết. Dạ. Ừ. Cái thời đó thời loạn lạc khó. Đó mà hồi xưa nó mấy cái thời đó người ta cũng đi vượt biên nhiều lắm. Đúng rồi. Đâm ra gần biển mà. Dạ. Người ta đi hết trơn. Dạ. Rồi mình thì mình cũng đâu có tin tức gì. Dạ. Chị có thông tin nào có thể là mẹ và chị gái và anh trai có thông tin nào đi nước ngoài không? Chị có nghi ngờ cái điều đó không? Chị có nghĩ cái điều đó không? Chị cũng có thể nghi mà tại vì hồi xưa bà làm ở sở Mỹ. Yeah. À mẹ làm chị sở làm sở Mỹ. Ừ. Chị biết được mẹ chị làm sở Mỹ luôn hả? À biết, tại bà cô đó bà cũng nói. À, là có làm sở Mỹ. Ừ, nó làm sở Mỹ, tại bà cô đó hồi xưa bà cũng làm sở Mỹ. Yeah. Làm sở Mỹ là trước làm Đà Nẵng hay làm trong làm ở Long Hải. Tại Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu ha. Ừ. À đúng rồi, Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu theo em được biết là cũng có một cái sở Mỹ. Ừ. Yeah. Đó làm sở Mỹ. Sau này thì mất liên lạc rồi cái về cái sau cái làm giấy khai sinh đó. Dạ. Thì bà cụ mới cho làm con nuôi con trai lớn của bà cụ. Dạ. Sống của chị từ nhỏ tới giờ chị rất là khổ. Dạ. Đó không cha không mẹ mà. Dạ. Khổ lắm, bươn chải dữ lắm đó em. Dạ. Ừ. Rồi sau này cái ở cũng cực lắm. Dạ. Ở với ông chú là em của ba nuôi á. Dạ. Ở cực khổ lắm mà chị mới buồn quá chị bỏ chị đi ra ngoài chị sống. À.
đi ra ngoài chị sống đó, chị ở với lại bà, ở dưới nhà của bà chị Kích Nghĩa. Yeah. Mà bà chị đó bà thương lắm. Yeah. Năm đó mới học như học lớp 8, lớp 9 vậy đó. Yeah. Đó rồi cái xuống nhà bà bỏ nhà đi xuống nhà bà ở. Yeah. Ở cái xong đi vô làm xí nghiệp may nhà bè. Yeah. Vô làm xí nghiệp may nhà bè cái được năm cái xong cái quen với ông xã nè. À. Cái mình nghĩ tới cái chuyện cưới hỏi đó rồi. Yeah. Mình mới đi về để mình chỗ có cái chỗ để mình đám cưới. Yeah. Tổ chức đám cưới. Dạ. Yeah. Nên chuyện mới lập gia đình năm 94. Dạ. Đã lập gia đình năm 94. À, chị cũng thiếu tình thương của cha mẹ và người thân ruột thịt, nhưng mà cũng rất may mắn là em thấy chị được một ông xã rất là ông xã chị là ok rất lắm. Dạ, rất tuyệt vời luôn. Thương vợ lắm. Dạ, rất tuyệt vời luôn. Nói chung là mình mất cái nọ để mình bù đúng lại cái kia. Đúng rồi, mình mất cái khác thì trời cũng cho mình lại cái khác đó em. Nói chung may mắn. Trời cũng thương. Dạ. Vậy là từ năm đó đến giờ này chị đã khi nào về Quảng Nam, Đà Nẵng để chị đi tìm người thân của mình chưa? Nói chung là mình cũng không có điều kiện. Bây giờ em nghĩ chị cũng không nhớ cái chỗ mình đâu. Không có nhớ cái địa phương nào đâu, mình đâu có về được hỏi em. Thí dụ mình về chị bao la rồi mình biết chỗ nào đâu mình tìm. Chị đi là hồi 4 tuổi thì không có nhớ địa chỉ. Biết là ở Đà Nẵng thôi chứ cũng không biết ở chỗ nào. Vậy là chị đã có từ ngày đó năm từ năm đó đến giờ này chị đã nhờ ai đi tìm kiếm thông tin cho chị chưa? Đó hồi đó có khoảng năm 2008. Yeah. Thì cái năm đó như chưa hồi có cuộc chia ly nó mới ra đó. Yeah. Đó xong mà chị đọc được, chị biết được cái tin đó thì chị mới đăng ký, chị gửi hồ sơ vô. Yeah. 2008 mà tới bây giờ là 2021 là mười mấy năm, 13 năm rồi. Lâu lâu quá chị cũng có on lên Facebook quá chị hỏi là người ta nói là chưa có thông tin gì hết chị ơi. Yeah. Mà chị nghĩ nếu mà mình gửi hồ sơ lên người ta phải đăng lên. Đúng rồi. Thì người tìm mới biết được. Mới có hy vọng được. Mới có hy vọng chứ hỏi em bây giờ hồ sơ để đó rồi thì mình chỉ để cái hồ sơ mình nằm chết ở đó mình không đăng lên thì làm sao người ta biết? Đúng rồi. Phải không? Đúng. Yeah. Đó, nhiều lúc chị cũng muốn hỏi như chưa hồi của cuộc chia ly là như là mấy người mà ta lên cái chương trình đó người ta dự á. Yeah. Lúc mà ta phát trực tiếp á. Yeah. Người ta dự á, người ta ngồi đó là như thế nào mới được lên đó. Đúng rồi. Đó thì chị mới hỏi mà người ta cũng nói là cái số đăng ký của chị em cũng đã đăng lên rồi mà chưa. Yeah. Có người tìm. Yeah. Thì thôi mình thấy vậy thôi mình cũng không hỏi nữa. Yeah. Nói chung là tìm người thân thì nó cũng thành nó cũng là một cái cơ duyên. Ừ. Nhưng trong cái cơ duyên thì mình cũng phải cái thứ nhất là cũng nhờ cộng đồng mạng. Ừ. Cái thứ hai là mình cũng phải đăng tải thông tin để hy vọng là mọi người có thể biết một mối nào đó. Ừ, đúng. Yeah. Rồi em. Trời, chị mong lắm, chị nói hồi xưa tới giờ chị có cầu xin Chúa. Hồi xưa là chị cũng đạo Phật giáo. Yeah. Sau lấy ông xã là công giáo. Yeah. Là theo đạo ông xã. Yeah. Thì từ đó giờ mình cũng tin tín ngưỡng, mình cũng tin, mình cũng cầu xin Chúa. Yeah. Soi sáng cho mình tìm được mẹ. Yeah. Yeah. Chị thấy mấy cái kinh này chị cũng rất là mừng. Yeah. Chị cũng nhờ mấy em giúp đỡ thì nếu. Yeah. Được thì chị cũng mang ơn nhiều lắm. Yeah. Tại nói chung là cha mẹ mình mà. Yeah. Người thân mình mà. Yeah. Mình những lúc cuối đời mình cũng muốn là mình có được cái người thân bên cạnh mình để coi mẹ mình như thế nào. Yeah. Đó, trời ơi, chị nói cuộc sống tuổi thơ khổ lắm luôn á, chị nói thật luôn á. Yeah. Mình là con nuôi của người ta mà người ta đâu phải là, không phải là nó là con mà người ta có trách nhiệm đâu em. Đúng rồi. Thì đó người ta chỉ nhận trên danh nghĩa thôi. Yeah. Còn mà mình ở là mình ở với bà cụ, mà xưa bà cụ bà cũng nghèo lắm. Yeah. Bà cũng đi bán xôi, bán đồ vậy đó. Yeah. Đó, thì học, bà cũng cho đi học. Yeah. Mà học tới lớp 9 nè. Thời đó cũng cực quá, chị không có chịu nổi đó thôi, chị nghỉ. Yeah. Tự chị nghỉ luôn, tại vì nói chung mà mình không có điều kiện để mình đi học. Yeah. Với lại mình không có thời gian nữa. Yeah. Đó, vì mình ở với người ta là con nuôi mà em. Yeah. Con nuôi á, một á là người ta sướng lắm. Yeah. Sướng thì sướng lắm, còn hai là khổ là cũng khổ lắm. Đúng rồi. Đó, nó vậy thôi. Thì cái câu chuyện của chị nó cũng giống như anh ca sĩ Đan Đì á. Ừ. Thì cũng không may, cũng gọi là không biết cha mẹ mình là ai cả. Ừ. Thì không may là được làm một nuôi con một con gia đình. À. Thì cũng khổ ngang ngửa mấy chị, theo chị kể có thể sẽ khổ hơn chị nhiều lần. Đó, cũng đi chăn bò thì không may bọn bò ăn nọ, ăn lúa, ăn khoai chẳng hạn này cũng bị đánh, bị đập. Rồi cũng phải ngủ ở ngoài những cái gốc cây thế nọ kia. Nói chung là cái tiểu sử của anh ấy cũng rất khổ, cũng giống giống như của chị đó. Thế chị nói là vậy nhờ cũng đúng. Những người con nuôi á, có nhiều gia đình, có nhiều người bị được may mắn thì may rất mắn, sướng. Đúng rồi. Nhưng có nhiều gia đình, nhiều người không được may mắn giống như chị thì rất khổ. Đó, thì em cũng cảm nhận được cái điều đó. Làm bươn chải dữ lắm nhưng mà em biết không, trời không cho. Yeah. Thí dụ mình làm được cái gì chừng vài ba năm.
rồi mình lại bị một cái sự cố đó, làm dài mấy năm bị một cái sự cố cực, rất là chịu cực, hai vợ chồng chịu cực lắm, lam lũ lắm, nhưng mà nói chung là trời không cho là mình không có sở hưởng thôi. Phải kệ trời cho mình sức khỏe, không kệ mình đủ sống được rồi chứ mình cũng không có thiếu thốn như hơn người ta, thì kệ, cũng cảm ơn trời vậy thôi. Cái thứ nhất là thôi bây giờ em cũng trước mắt là em chúc mừng anh chị được có một cuộc sống rất hạnh phúc. Còn lại tìm kiếm người thân này, tìm kiếm mẹ và anh và chị ruột của mình, và có thể là cha, thông tin của cha của mình nữa. Thì nó lại phải tùy duyên đó. Cái thứ nhất là, cái thứ hai là cũng phải nhờ cộng đồng mạng, mỗi người đóng góp một ý kiến, một thông tin thì mình có cơ hội được tìm kiếm người thân nhiều hơn. Chị còn mơ ước một điều gì nữa không, hay là bây giờ chỉ mơ ước điều quan trọng là tìm mẹ thôi? Không mơ ước gì hết đó. Bây giờ chỉ mơ ước một điều là mình tìm được gia đình của mình là mình rất là mừng. Dạ, sẵn đây chị có nhắn nhủ gì mẹ với lại mấy anh chị em thì chị cứ nói lên. Chị nói thì nếu mà mấy em mà đăng lên như vậy thì cộng đồng mạng hay là gia đình của chị gì đó, anh chị hoặc là mẹ còn sống ở đâu á, thì nếu mà biết được thông tin này thì liên lạc với lại cái số điện thoại của mấy em đó. Thì hôm nay em cũng xuống đây thì trước mắt là cũng thăm anh chị cuộc sống gia đình mình. Và cũng qua cái câu trò chuyện này thì em cũng cảm nhận được nhiều cái tình yêu thương giữa chị và gia đình. Muốn tìm kiếm thông tin mẹ của mình. Em hy vọng trong thời gian tới thì chị nhận biết được nhiều thông tin quý giá hơn, có thể là sớm nhận được người thân của mình nhiều hơn ha. Chị cũng cảm ơn hai em nhiều lắm. Chị cũng cầu xin Chúa ban ơn lành cho chị tìm được gia đình của chị. Đó, nào giờ vẫn ao ước. Nhưng mà tại vì nói chung là mình không có biết cái địa điểm ở quê. Đó, rồi mình cũng không có điều kiện để mình đi. Đó, đâm ra thì thôi bây giờ mình cũng chỉ nhờ cộng đồng mạng liên cái chương trình đó, trời quá trời, mấy chục năm, 50 năm, 60 năm vẫn tìm được. Đúng rồi, đúng rồi. Mình có hy vọng là nhiều kệ. Nhiều trường hợp mấy chục năm vẫn tìm được bình thường. Mình có hy vọng là kệ.